Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công xét xử công khai vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến 42 bị cáo trong độ tuổi thanh thiếu niên. Phiên xét xử được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phường Mò Chè, thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Theo dõi phiên tòa, nhiều người phải suy ngẫm khi nhiều bị cáo tuổi đời còn quá trẻ. Nhiều em bị sự rủ dê lôi kéo của các đối tượng khác mà mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mà các bậc phụ huynh là sẽ có những cái giáo dục con cái nhà mình làm sao cho nó sát sao hơn, đừng để nó xảy ra những cái vi phạm như cái phiên tòa xử đợt này. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã quyết định hình phạt tương xứng cho các bị cáo, đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe, đồng thời vẫn thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 42 bị cáo nhận các mức án từ treo đến 38 tháng tù. Là thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án, có rất nhiều bị cáo là người chưa thành niên, nhiều bị cáo còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng cảm thấy rất đau xót khi nghĩ đến tương lai của các em sẽ ra sao khi phải chịu một bản án, một án tích khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi cho rằng việc quản lý, giáo dục, phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội cần có sự tham gia tích cực và đồng bộ của nhiều ban ngành. Đặc biệt về phía gia đình, cần quan tâm giáo dục con em có nhận thức cơ bản về pháp luật, nhận diện những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Trong số các vụ án hình sự mà tòa án đã thụ lý, thì số vụ án có bị cáo là người vị thành niên dưới 18 tuổi gia tăng. Trong đó, năm 2021 là 4 vụ, 5 bị cáo. Năm 2022 là 8 vụ, 11 bị cáo. Nhưng đến năm 2023, tòa án đã thụ lý 10 vụ, 49 bị cáo. Như vậy, số bị cáo vị thành niên năm 2023 tăng 6 vụ, 44 bị cáo so với năm 2021. Đây cũng là cái lời cảnh báo, cảnh tỉnh đối với tội phạm vị thành niên có thể ngày càng gia tăng trong những năm tiếp theo. Do tuổi đời còn quá trẻ, có những em tham gia gây rối khi chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, mong muốn thể hiện bản thân, chưa có nhận thức đầy đủ nên dễ bị bạn bè xấu rủ dê. Nhiều em bị dụ dỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật. Ngoài nguyên nhân các em đang trong độ tuổi trưởng thành, ham chơi đua đòi, thiếu hiểu biết thì còn một lý do khách quan nữa là thiếu sự giáo dục quản lý của gia đình. Đối với vị thành niên phạm tội thì đều là do thiếu sự buông lỏng quản lý giáo dục của bố mẹ, thiếu sự dạy dỗ chỉ bảo bố mẹ do có thể là bố mẹ ly hôn, bố mẹ mất sớm hoặc là do điều kiện kinh tế quá khó khăn, và một phần không nhỏ nữa là có sự rủ dê và một phần nữa là cái độ tuổi về cái nhận thức về mặt pháp luật. Trước sự bồng bột nhận thức không đầy đủ về hành vi cá nhân lại không được quan tâm chỉ dạy đầy đủ từ gia đình đã khiến nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính. Nhưng một số trường hợp vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, các em vẫn phải trả giá cho những hành động sai trái của mình và phải đứng trước vành móng ngựa. Không lường trước những hậu quả mà mình gây ra, các em đã phải hối hận trong muộn màng. Nhưng đứng ở một góc độ khác để nhìn nhận trẻ vị thành niên phạm tội vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương. Các em cũng chính là nạn nhân từ sự thiếu quan tâm giáo dục không đúng cách từ gia đình. Cái này thì cũng không thể là phủ nhận là cái sự giáo dục của gia đình nó đã đầy đủ. Vì tại sao? Vì vợ chồng chúng tôi thì ở xa, ở tỉnh khác. Cháu nó về đây thì trong qua sự giám sát nó qua điện thoại thì mình cũng không thể là 100% được. Cháu nó bảo con đang học nhưng thực ra có khi nó đi chơi. Thì cái này cũng là lỗi một phần của gia đình vì điều kiện ở xa. Cái điều mong muốn lớn nhất là con đi học thì để nó học nên cái việc, cái tài. Nhưng mà không nghĩ rằng là nó không may nó bị rủ dê nó vào cái mức độ mà nó đã vi phạm pháp luật. Để góp phần ngăn chặn tình trạng đáng buồn này, trách nhiệm là của toàn xã hội. Nhưng trước hết, bắt đầu từ gia đình để các em có cuộc sống lành mạnh, trở thành những người con có ích cho xã hội.